Mới đây, trên mạng xã hội lan tỏa clip về một nam chiến sĩ cảnh sát cơ động tặng còi cho em bé khuyết tật đứng bên đường xem diễu binh diễu hành. Theo nội dung clip, trong buổi diễu binh diễu hành lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã ghé vào nhà dân bên đường để tặng chiếc còi chỉ huy đang đeo cho em bé khuyết tật đứng trong nhà vẫy tay cho đoàn diễu hành. Đáng chú ý, chiến sĩ này đã dành cho em bé ánh nhìn trìu mến, tay giơ biểu tượng này như một sự cổ vũ khích lệ. Được biết, người trao tặng còi cho em bé là Thượng tá Phạm Đại Đồng, Phó trưởng Phòng huấn luyện và hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Ngay sau khi đăng tải clip này, nhiều fanpage trang cá nhân đã nhận về cơn mưa lời khen, sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Có những điều rất nhỏ nhưng lan tỏa một nhân cách lớn, thật dễ thương và ý nghĩa. Đó là biểu hiện của tình người, lòng nhân ái và sự đồng cảm. Hành động này không chỉ làm cho đứa bé cảm thấy được quan tâm, yêu thương, mà còn truyền đạt thông điệp về sự chăm sóc, hỗ trợ đối với những người khuyết tật trong cộng đồng. Tài khoản Facebook Đỗ Nguyên bình luận. Hay như thông điệp này cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn, chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng làm đời thiệt dễ thương, đáng sống. Đây có thể là nguồn cảm hứng cho người dân, khuyến khích họ thực hiện các hành động nhỏ để làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Nó gợi lên ý thức về sự đồng cảm và lòng nhân ái, chia sẻ yêu thương với những người có hoàn cảnh đặc biệt. Tài khoản Minh Trang xúc động. Một khoảnh khắc xúc động, một hành động đẹp của chiến sĩ cảnh sát cơ động. Trao yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương. Chúc chiến sĩ mạnh khỏe để cống hiến nhiều điều tốt đẹp cho xã hội, đất nước.